Chào mọi người, mình là Trung bên kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay mình tiếp tục quay cần câu cho mọi người nữa. Đấy. Đầu tiên mà chơi một em cần đai hoa. Này. Thằng này chất liệu phíp sợi thủy tinh nha mọi người. Đấy. Đai hoa. 75H. Thằng này là siêu to khổng lồ. Đấy. Người nhìn này, nó to này. Đấy. 2,5 ngón tay mình không biết đâu này, rất là nhiều lắm nhá, rất là nhiều lắm cho mọi người. Đây đầu bu của nó to thế này đây à. 1 lóng, 2 lóng, 3 4 5 6 7 8 lóng nha mọi người, 8 lóng mọi người. Cái cần này á thì độ mới của nó khoảng 95%, độ mới của nó khoảng 95% nha mọi người. Cái này chơi siêu tầm cũng được luôn. Đây mọi người nhìn này, ok. Này cần này dài 6m8, thu vào là 1m14 nha mọi người, thu vào là 1m14, đột là 2,2 ly, cân nặng là 860g. Đây là cái số 1. Một 270.000. Số 1 270.000 nha mọi người. Tiếp theo, số 2 là một cái cần Ibisu, là hiệu con cá là hiệu Ibisu chứ, Ibisu. Cái cần này nội địa Nhật nha, chất liệu là phíp. Này, cần này cũng cần đơn. Thằng đơn thằng tay nha mọi người. Đấy, đầu bu của nó đó. Cái đọt của nó đây. Và hình của cái cần này khoảng cỡ 85-90%. 1, 2, 3, 4 lóng nha mọi người. 4 lóng. 4 lóng. Thông tin nó bị dùng quá các bạn kêu. Này, cái cần này dài 3m6, dài 3m6, thu vào 99cm, đột là 0,7 ly, 0,75 ly nha mọi người. Cân nặng 140g. Cái này cái số 2. Cái này bán 120.000. Số 2 120.000 nha mọi người. Số 3 tiếp tục là một cái cần tay, chất liệu là phíp. Đấy, mắc tem rồi. Ngoại hình của cái cần này thì khoảng 85%. Này, đọt của nó đây. Ô. Cái đọt của nó bị gãi vô này rồi mọi người, về mọi người thay đọt đi nhé. Chỗ này nó bị nứt gãi rồi. Nứt gãi rồi. Mọi người về thay đọt đi nhé. 1 lóng. 2. 3. 4. 5. 5 lóng tất cả. Cái này bị gãi đọt rồi nha mọi người, bị gãi. Này, bị gãi chỗ này. Đấy, mình chỉ luôn cho mọi người chỗ này bị gãi. Rồi. Ok. 5 lóng. Cái gần này đúng chính xác của nó là dài 4m3, thu vào là 1m1, đọt là 0,9 ly, cân nặng là 140g. Cái này cái số 3. Số 3 70.000. Số 3 70.000 nha mọi người. Số 4 lại tiếp tục một cái cần tay, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này thì khoảng 85-90%, đọt của nó đây. Đây. Đọt của nó chỗ này nó bị gãi một tí nha, gãi một tí cái đoạn chỗ này thôi nha mọi người, gãi một tí thôi. Đọt của nó còn nhỏ mảnh đây.
Không. Một lóng, hai lóng, ba lóng, ba lóng. Cái này chỉ nhỏ thế này thôi nha mọi người, thân nó chỉ nhỏ thế này thôi. Cái này dài 2m4, thu vào là 1m01, độc là 0,5 ly, cân nặng là 60g. Cái này 60g nha mọi người, 0,06 ấy, 60g nha mọi người, 60g. Cái này cây số 4. Số 4. 60. Số 5 là cái cần này, cái tay nó bị nhòa quá rồi. Chất liệu là phíp nha mọi người, chữ Nhật không à, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng cỡ 70-75% thôi, khá bị sai xước nhé. Sai xước khá nhiều, đây là đầu của nó đây. Một lóng, hai lóng, ba, bốn, năm, đây năm lóng tất cả. À, nó bị sai sát thế này đây nha mọi người. Cái cần này dài 4m rưỡi, thu vào 1m02, độc là 1 ly, cân nặng 260g nha mọi người. Cái này cái số 5. Cái này mình bán 100. Số 5 100 nha mọi người. Số 6 là một cái cần NFT, cũng là cần tay, chất liệu là phíp sợi thủy tinh. Đấy, mô hình của cái cần này khoảng 85%, đọt của nó đây. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng, sáu lóng nha mọi người. Cái cần này dài 5m4, thu vào là 1m02, độc là 1,5 ly, cân nặng là 380g. Này số 6. Số 6. 180.000. Số 6 180.000 nha mọi người. Số 7. Đây, số 7 là cái cần này. Tên của nó đây. Đầu địa Nhật nha mọi người. Chất liệu là phíp. Này, dán nó bị băng keo dái á. Còn cái lớp keo rồi, mọi người về trà đi nha. Chất liệu là phíp, ngoại hình của cái cần này khoảng 85%. Đấy, bị dính keo rồi thôi chứ nó còn đẹp nha mọi người. Ồ, cái này mắc một đoạn đọt rồi nha mọi người. Mắc không biết mắc một lóng với một đọt hay là một đọt nữa. Đây, còn cái đầu này thôi, còn cái đầu này thôi cho mọi người. Đấy, mọi người về kiếm đồ thay vào nhé. Mình bán mấy cái lóng này, 1, 2, 3, 4, lỡ hoài rồi bán luôn. Này, mình đo luôn cho mọi người nhé. Tám viên gạch là bốn lóng này nó đã dài 3m2 rồi nha mọi người. 3m2, bốn lóng này dài 3m2 rồi. Mình đo cái ống cái tiền xem thì nó bao nhiêu ly nhé. 3m2
2. Nó thu vào khoảng cỡ 90 cm nha mọi người. Này, nó dài 3,2 này. Thu vào 90 cm. Mình coi cái đào này là bao nhiêu ly nhé. Thước của mình sắp hết pin rồi. 6,2. Tính luôn vòng ngoài 6,2 ly nha mọi người. Tính luôn vòng ngoài đây là 6,2 ly đây. Mắc một cái đọt và một cái ống gì đó. Đấy. Đây, mình chỉ đo đó cho mọi người, còn về mà mắc có một đọt một ống hay là một đọt gì đó thì mọi người tự xử nha. Hai, ngoại hình thì còn rất là ok, để mình cân thử cái này. Này khoảng 240 gram nha mọi người, 240 gram. Ok, này số 7 50k. Số 7 50k nha mọi người. Số 8 là một cây cần Olympic, chất liệu là fib sợi thủy tinh. Đấy. Ngoại hình của cây cần này khoảng 85-90%. Đọt của nó đây. Đấy. 1 2 3 4 5 Cái cần này dài 4,5 m, thu vào là 1 m, đọc là 0,9 ly, cân nặng là 140 gram nha mọi người. Cái này cây số 8. Cái này bán 100 nha mọi người. Đây. Số 9 là một cây cần trúc. Cần trúc 3 khúc nha mọi người. Đây. Cần trúc 3 khúc. Đọc của nó đây. Ok. Đây. Còn cái thanh trúc dưới này thì hình như nó hơi bị nứt. Trúc mà. Nó hơi bị nứt nha. Nó hơi bị nứt nhưng không sao nha mọi người. Này. Mình vẫn thấy ok. Người ta cũng quấn dài với lại nhỏ keo rồi đây này. Đấy. Ok. Về giặt chơi cho vui. Đấy, về giặt chơi cho vui nha mọi người. Thử. Cái này dài 2,8 m. Dài 2,8 m. Thu vào là 1 m. Đọt là 1,7 ly. Cân nặng là 60 gram nha mọi người. 60 gram. Cân nặng là chỉ có 60 gram thôi. Cái này số... 9 50 9 50 nghìn nha mọi người. Số 10 đây là cái cần này, chất liệu là fib. Cái cần này chắc China hay Taiwan gì xuất Nhật rồi, cũng có thể là Korea. Này có cái tem này, chất liệu là fib nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng cỡ 80%. Này. Khoan của nó đây. Hơi hoang hoang mọi người, về đánh là nó trơn nhé. Này, đọt. Nó có 3 đoạn thôi. Nó có 3 đoạn nha mọi người. Này. Cái cần này dài 2,4 m, thu vào 87 cm, đọt là
2,9 ly, cân nặng là 200 g. Đây là cây số 10. Số 10. 100. Số 10, 100 nha mọi người. Số 11. Đây, cân này. Bát cũng bát nhựa. Khoan đây. Chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 85%. Đây, đột nó. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng. Cần này dài 2m1, thu vào là 79cm, đột là 2,4 ly, cân nặng là 180g. Cây này cây số 11. 100. Số 12 là một cây cần tay, chất liệu là phíp, ngoại hình của cây cần này khoảng cỡ 85-90%. Đọc của nó đây. 1 lóng, 2, 3, 4, 5, 6 lóng nha mọi người, 6 lóng. Cây cần này dài 5m2, thu vào 98cm. Đột của nó là 1,1 ly, cân nặng 240g. Cây này cây số 12. Đây là 140. 12, 140 nha mọi người. Theo số 13. 13 là cái cần này. Đấy, toàn chữ Nhật không. Chất liệu là phíp nha mọi người. Đây. Cái tay cầm của nó nhìn đã chưa? Đấy. Ngoại hình của cái cần này khoảng 90%. Đây. Hộp đầu của nó đây. Đầu của nó hình như nó có gãi tí vậy này. Cọc lại cái dây giữ rồi. Ok. 1 lóng, 2, 3, 4. Ủa cái này có bị thay độc rồi nè. Có bị thay một đoạn rồi nè. Mấy đoạn chỗ này nè. Để ý nha mọi người. 4, 5. Đấy, cái này cũng bị thay nè. Này cũng bị thay 6 nè. 7 nè. Thay luôn nè. 8 nè. 9 nè. 10. 11. 12, 13, 14. 14 đoạn. 14 đoạn mà trong đó thay mấy đoạn này? 1 đoạn, 2 đoạn, 3 đoạn, 4 đoạn, 5 đoạn, 5 đoạn. Thay 5 đoạn nào. Cái cần này dài 4m6, thu vào là 46cm, đột là 0,6 ly, cân nặng là 240g. Cái này cái số 13. 13. 70.000. 13 70.000 nha mọi người. Tiếp tục là một cây cần tay. Chất liệu là phíp, sợi thủy tinh. Ngoại hình của cái cần này khoảng 90-95%. Đây, đọc của nó. 1 lóng, 2, 3, 3 lóng nha mọi người. Cây này thì cái thân nó rất là nhỏ. Đấy, nó út của mình. Đấy. Cần này dài 2m8, thu vào 1m, đột là 0,73 ly, cân nặng là 80g nhé, 80 nha mọi người. Cân nặng là 80g. Cái này cây số 10 mấy rồi ta?
14. Mã số 14. 90. 14, 90.000 nha mọi người. Mười lăm là cái cần này. Rồi, cái này China xuất nhập nha mọi người. China xuất nhập chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng 90%. Đây, dàn phan của nó. Đầu bu hình như nó bị hở chỗ này, nó dán cố định này. Để mình... À, đầu bu cái chỗ này nó bị bung. Chỗ này nó bị bung này, người ta dán lại này. Đấy, mọi người về thay đi nhé. Một lóng, hai lóng, ba lóng nha mọi người, có ba lóng thôi. Này, thắt vặn, chỗ này kim loại này, chỗ này nhựa. Đây, cần này dài 2m4, thu vào 88cm, độc 2,5 ly, cân nặng 140g. Cái này số 15. 15. 130.000. 15, 130.000 nha mọi người. Đây, 16. Club 10. Đây. Cái này thì China xuất nhập nha mọi người, đúng rồi, China xuất nhập. Chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này thì khoảng nước sơn nó khoảng được 90% đấy nha mọi người. Đây, dàn phan của nó đây. Còn đá rồi nha mọi người. Về đánh cái dĩa đi. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nha mọi người, bốn lóng tất cả. Đây, bát của nó, ok, nó không xài được mà hơi bị dỉ. Cái này dài, cần này dài 2m7, thu vào là 79cm, độc là 1,6 ly, cân nặng là 140g. Cái này cây số... 16. 130.000. 16, 130.000 nha mọi người. Tiếp theo số 17. Này, cái này. Cái này chắc cũng China xuất nhập nha mọi người. Này, chữ nhập đây. Chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng cỡ 90%. 90-95%. Phan đẹp chưa? Đấy. Một lóng này, hai lóng của này, một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng cho người, năm lóng tất cả, năm lóng. Cái cần này dài 2m4, thu vào 68cm, độc là 1,75 ly, cân nặng là 160g. Cái này cây số 17. Một trăm bốn mươi nghìn. Tiếp theo số 18 là một cây cần hai khúc. Này, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này thì khoảng 80% nha mọi người. Đây, có một phan, hai phan, ba phan, ba phan và một đầu bu còn ok nha mọi người. Ba phan và một đầu bu còn ok. Đấy, ok. Cái cần này dài 1m6 này, thu vào 81cm. 81 không? Cái này, cái cần này dài cỡ 1m5 thôi nha mọi người, 1m5 thôi. Độc của nó 2,4 ly, cân nặng là 160g. Cái này cây số 18.
150.000. 18 150.000. Số 19 cũng là một cái cần 2 khúc. Đấy, cần 2 khúc. Chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này thì khoảng cỡ 75%. Đây. Nó có một cái fan cuối này là nó bị bung nhựa chỗ này thôi, rồi mọi người cọc lại. Còn nó còn nguyên như thế này. Đấy. Đỡ bu. Đấy. Ồ, cái này không phải của nó đâu mọi người. Mà không phải của nó đâu. Để mình bỏ ra nhé, không phải của nó. Đây. Tiếp theo là cây cần tay này. Đấy. Chất liệu là phíp nha mọi người. Cần này thì người ta cũng chế chạo gì rồi. Đây, rồi gắn cái độc rất là to nhé. Đấy. Đấy. Một lóng, hai lóng này, chế tùm lum này. Đấy. Ba, bốn, bốn lóng. Đấy. Chế ngắn ngắn như thế này thôi nha mọi người. Chế chơi cho cái này đem giật cái rô, giật cái rô được. Dài chỉ có 2 mét thôi. Thu vào là 64 cm, độc là 2,13 ly, cân nặng 120 gram. Này số 19 50.000. Đây, số 20 là một cây cần tay, chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cây cần này khoảng 85%. Đây, đọc của nó đây. Một lóng, 2 3 4, 5 lóng tất cả. Cần này dài 4,5 m, thu vào là 1,03 m, độc là 0,78 ly, cân nặng là 160 gram. Cây này cây xua 20 130.000. 130.000 nha mọi người. Đây. 21 là một cây cần Suzumi. Cần Suzumi nha mọi người. Đây, cần Suzumi. Chất liệu là phíp. Ngoại hình của cây cần này khoảng cỡ nước sơn cũng được 85-90% nha mọi người. Đấy. Cái đọt thì nó bị gãy một tí rồi. Đấy. Còn mấy cái fan thì người ta tháo hết rồi. Đấy. Cái này người ta chắc đem sử dụng làm cần tay luôn rồi. Về thích bỏ fan vào xài nhé. Bát vẫn còn 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 4 lóng. Ngoại hình còn khá là ok. Đây. Bát Fuji FX7 nha mọi người. Đấy. Dòng này đây. Đấy. Về gắn fan là xài được thôi. Gắn fan, gắn đầu bu là xài được như cần máy bình thường. Cần này dài 3,3 m, thu vào 92 cm, cân nặng 200 g. Đọt này mình thử đi. Đọt này 2 ly nha mọi người, đọt 2 ly. Đọt cái này là 2 ly. Đây là cây số 21. 21. Cây này mình bán 90.000. 21 90.000. Hai mươi hai là một cây cần tay qua nhé.
thằng tay đây qua chất liệu là phíp và hình của cây cần là khoảng 85%. Đấy, này. Đọt của nó đây khá là mạnh dễ nhé. Đấy, câu cảnh giác 1, 2, 3, 4 năm lắm rồi người, năm lắm. Thằng này dẻo lắm. Thằng này dài 4,5 mét, thu vào 1,04 mét, đọt là 0,75 ly, cân nặng là 200 gram. Cái này cây số 10, cây số 22, 140.000, 140.000 nha mọi người. Hai mươi ba là một cây cần hai khúc này, chất liệu là phíp, ngoại hình của cây cần này khoảng 90%, 90%. Nó có mấy cái phan này nó bị hư cái phan cuối rồi, có ba cái phan thì nó bị hư cái phan cuối, với đầu bu thì mình đầu bu thì nứt mắt đá rồi nha mọi người, thay cái đầu bu với thay cái phan cuối, còn hai cái phan trung gian ở giữa thì mình thấy còn ok. Đấy, đây ok. Cái cần này dài 1,6 m, thu vào là 84 cm, đọt là 2,1 ly, cân nặng là 160 gram. Cái này cây số 23, đây đài bán 130.000, 130.000. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video này của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ giúp mình số điện thoại bán hàng là 0786 55 55 99. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Mọi người mua hàng đồ cao thì mình sẽ ship code. Đơn hàng từ 200.000 trở lên thì mình sẽ bắt đầu ship. Và mình không có bao ship nha mọi người. Nhắc đi nhắc lại, mình không có bao ship bao giờ cả. Và một vấn đề nữa là trước khi mọi người nhận hàng thì mọi người phải mở hàng ra kiểm tra hàng cẩn thận, xem có sai sót gì so với tên video hay không, hoặc là bị bể vỡ gãy nứt gì đó do quá trình vận chuyển thì báo cho mình ngay để giải quyết. Còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp đã để đơn hàng thành công, đã nhận hàng rồi mới báo cho mình nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều.